Gián thẻ e-tag thu phí tự động qua các trạm BOT là chủ trương của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải từ nhiều năm qua và được dư luận khá quan tâm. Lý do của việc triển khai thu phí tự động không dừng là để minh bạch hóa hoạt động thu phí, tránh thất thoát tiền ngân sách. Vậy sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về việc gián thẻ e-tag, hiện VETC đã và đang thực hiện việc gián thẻ như thế nào? Và liệu mục tiêu của năm 2019 sẽ tiến hành thu phí không dừng xuyên suốt quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh liệu có hoàn thành? Mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Trạm dừng nghỉ 99 km 227 cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình là điểm dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC. 15 giờ chiều, hầu như không có phương tiện chủ động tham gia thực hiện việc dán thẻ e-tag. Các chuyên viên dịch vụ VETC đoạn Hà Nam - Ninh Bình cho biết, trong ngày hôm nay mới có khoảng 20 trường hợp được dán thẻ e-tag. Công việc hàng ngày của anh Toàn là thuyết phục khách hàng dán thẻ, nhưng để họ đồng ý thì không phải dễ. Bây giờ mình chỉ ghé trạm là mình mua vé thôi, cho nên là mình cũng chưa xài cái này, nhưng mà cũng nghe mấy người ta nói cứ chạy qua như vậy, nhưng mà cũng không quan tâm ấy. Ngay cả với những chủ phương tiện đồng ý gián thẻ thì họ cũng không mặn mà với việc nạp tiền để sử dụng dịch vụ. Thực ra là cái dịch vụ này kích hoạt thì rất tốt, nhưng mà do vì bên doanh nghiệp họ chưa ấy thì bọn tôi cũng chỉ biết là theo chỉ đạo trên thực hiện thì bọn tôi thực hiện. Thế giới ta làm rất là lâu rồi, và cũng nghe thấy là chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo là trong năm 2018-19 là tất cả các trạm BOT mà không có thẻ gián tự động thì sẽ cho dừng luôn. Vâng, thì là chúng em thì nếu như mà có được cái chỉ định hay là một cái quy định mà của nhà nước mà bắt buộc thì chúng em cũng phải thực hiện thôi ạ. Hiện tại mỗi điểm dịch vụ, hiện VETC chỉ bố trí từ 2 đến 3 nhân viên, nên việc vận động lái xe gián thẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trung bình mỗi ngày, chỉ gián thẻ cho được khoảng 25 đến 30 phương tiện. Lượng người mà không muốn gián thì cũng tương đối lớn, bởi vì là người ta chưa hiểu về dịch vụ nhiều. Qua một thời gian rất dài tuyên truyền vừa rồi thì những rất nhiều người dân người ta biết đến cái thu phí tự động này. Thì đợt này thì triển khai là tương đối thuận lợi rồi, bởi vì là số lượng trạm chạy tương đối lớn rồi. Ngày trước thì trạm còn ít nên là tuyên truyền người dân người ta cũng không biết nhiều. Trong 24 trên 37 trạm thuộc dự án thu phí tự động không dừng áp dụng cho quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, hiện đã có 15 trạm được đưa vào vận hành và 9 trạm đang triển khai lắp đặt và sẽ vận hành vào cuối quý 1 năm 18. Thứ nhất, hiện nay chúng tôi đang dán theo phương án là tự nguyện. Bản thân doanh nghiệp chủ động bỏ nguồn lực ra và vận động chủ phương tiện là tự nguyện tham gia dán. Chính vì vậy cho nên là các phương tiện, mặc dù một cái điểm mà Pháp Vân anh thấy rất là đẹp, khách hàng thấy rất là hiện đại, tuy nhiên cái số lượng thẻ dán không nhiều bởi vì họ không được trải nghiệm dịch vụ. Chính vì vậy họ còn e ngại khi sử dụng dịch vụ. Nếu như mà để doanh nghiệp chủ động với cái điều kiện là tự nguyện thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu 2-3 triệu thẻ là không đạt được. Chính vì vậy mà tôi cũng nhắc lại là tôi cũng có đề xuất nên cơ quan quản lý nhà nước là đồng hành cùng và có những chế tài từng bước là đưa cái thẻ này vì đang là miễn phí trên được lộ trình triển khai là bắt buộc gián thẻ, còn khách hàng có nhu cầu thì nạp tiền vào, không có thì thôi. Đầu năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực hiện việc thu giá không dừng tại tất cả trạm thu phí BOT. Đây có thể là nhiệm vụ bất khả thi bởi trong hơn 2 năm triển khai dự án mới dán được cho 500.000 phương tiện.